Một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay trên không phận Mỹ trong nhiều ngày khiến truyền thông phát sốt trước khi chính phủ Hoa Kỳ bắn hạ nó vào ngày 4 tháng 2. Trung Quốc gọi việc bắn hạ khinh khí cầu rõ ràng là một phản ứng thái quá. Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố xin trích: khinh khí cầu là của Trung Quốc, đó là một khinh khí cầu dân sự được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu, chủ yếu là khí tượng học. Bị ảnh hưởng bởi gió Tây ôn đới và với khả năng tự điều khiển hạn chế, khinh khí cầu đã đi chệch hướng quá xa so với dự tính, hết trích. Nói như vậy là sai. Chính phủ Hoa Kỳ đã bác bỏ lời biện bạch của Trung Quốc về khinh khí cầu. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói không nghi ngờ gì đó là một khinh khí cầu do thám. Theo hãng thông tấn AP, Lầu Năm Góc đã có thể phân tích cách nó di chuyển và những gì nó có khả năng do thám. Khinh khí cầu dường như có khả năng được điều khiển bay ra khỏi Hoa Kỳ sau khi sự hiện diện của nó bị bại lộ. Trích lời một quan chức Hoa Kỳ, Reuters tường thuật rằng khinh khí cầu của Trung Quốc có cánh quạt và bánh lái và lảng vảng ở một số địa điểm, dường như bao gồm 3 căn cứ quân sự của Mỹ. Một quan chức Hoa Kỳ nói với AP rằng nó mang theo thiết bị không giống như thiết bị được sử dụng cho nghiên cứu khí tượng hoặc dân sự, trong khi các nhà khí tượng học Hoa Kỳ cho biết nó trông không giống một quả bóng bay dự báo thời tiết thông thường.